Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Ngoài thế giới chúng ta đang sống, có thế giới nào khác tồn tại hay không? Tại sao có những hiện tượng tâm linh người khác thấy mà ta lại không thấy? Tại sao trẻ nhỏ dễ thấy hiện tượng tâm linh hơn người lớn? Bất cứ hình ảnh nào trong mắt ta thấy được, đầu tiên nhờ vào khúc xạ của ánh sáng đi qua mắt rồi mới đến não. Từ ánh sáng khúc xạ này cho chúng ta nhận thấy vật đó ra sao, não của chúng ta tự quét lại bộ nhớ và nhận diện sự vật hình ảnh thấy là gì. Khúc xạ ánh sáng đến mắt rồi lên não. Giả dụ quá trình nhận biết từ mắt lên não bị thay đổi hoặc bị một hiện tượng quấy nhiễu, dù vật đó trước mặt của chúng ta cũng không thể thấy. Xưa nay có những câu chuyện bị ma giấu hay bị ma che mắt. Trong Mật Tông có một câu chú có thể tàn hình. Tàn hình không phải là biến mất, mà tàn hình ở đây là khi đọc câu chú ấy có thể kiềm chế mắt trần của người khác, không cho họ nhìn thấy vật nào đó, vật ấy sẽ tàn hình trước mắt họ. Câu chú này có thể quấy nhiễu quá trình từ khúc xạ ánh sáng đến mắt rồi lên não. Người tu tập khi niệm lực có thể làm được điều ấy. Họ niệm thuần thục những câu chú ấy cả vạn lần. Nghe có vẻ khó tin. Vâng, cuộc sống nhân sinh này rất nhiều điều không thể tin. Với trẻ nhỏ dễ nhìn thấy linh thể, khi lớn lên mất dần khả năng này do nhãn cầu thay đổi. Có những người lớn khi lớn lên vẫn còn có thể thấy. Mọi người thường gọi họ là người yếu bóng vía. Nói theo một cách khác, ánh sáng khúc xạ truyền lên mắt cho ta thấy những sự vật, nhưng nhãn cầu của người trưởng thành hoàn toàn không thể thấy những ánh sáng có vùng phổ quang dưới 400 nanomet. Người trưởng thành thường nhìn thấy những ánh sáng nằm trong vùng phổ quang từ 4 đến 700 nanomet mà thôi. Trong khi đó, nhãn cầu của trẻ nhỏ lại có thể nhìn thấy những vùng phổ quang từ 380 nanomet, tức là nằm trong khoảng tia cực tím. Những loại sóng, những từ trường, những linh thể nằm ngoài khả năng nhãn cầu của người trưởng thành nên họ khó nhìn thấy được. Sự cảm nhận tâm linh mỗi người khác nhau, góc nhìn cũng khác nhau. Vậy nên có người tin, người thì không tin. Việc này cũng giống như khi ta còn trẻ nhỏ, người lớn bảo rằng: con à, đừng có lớn, lớn lên bao việc phải lo, khổ lắm. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, ta hoàn toàn không tin câu này, vì nghĩ rằng khi lớn lên ta có thể làm tất cả những điều mình thích. Con người chúng ta luôn dùng tiềm thức để phán đoán sự việc, dùng những kiến thức trong quá khứ để phân loại. Chính vì điều ấy, con người dễ tự lừa dối chính mình. Con người không tin vào tất cả những điều mình chưa thấy. Một người khá chấp trước bảo rằng: bây giờ là ban đêm, trời rất lạnh, không thể nào có nắng. Đó là anh ta đang nói trên phương diện ở quốc độ của anh ta mà thôi. Bạn của anh ta ở nửa bán cầu bên kia vừa quay video cho anh ta xem, mỉm cười và khẽ nói: quốc độ của tôi hiện tại trời đang nắng đẹp. Câu chuyện này cho thấy điều bạn không thấy không đồng nghĩa với không có thật. Chính vì cảm nhận về tâm linh khác nhau, người cho rằng có ma, người cho rằng hoàn toàn không có. Những người theo thuyết di vật cho rằng mắt thấy tai nghe mới tin. Trong khi đó, nhãn cầu của người trưởng thành bỏ qua rất nhiều hiện tượng so với những đứa trẻ dưới 10 tuổi. Mắt bạn sáng cỡ nào cũng không thể nhìn thấy những loại sóng wifi, không thể thấy hạt bụi trước mặt, những từ trường có vùng phổ quang thấp.
chỉ khi nào chính bản thân của bạn gặp những hiện tượng tâm linh. Thời khắc đó giống như suy nghĩ của đứa trẻ đã trưởng thành. Hồi nhỏ cha mẹ nói lớn lên khổ mà mình không tin. Ngược lại, nếu bạn tin có những thế giới khác cùng tồn tại với mình, cũng không nên ra sức thuyết phục những người chưa tin. Đơn giản, căn cơ mỗi người khác nhau. Con người có hai phần, đó chính là phần hồn và phần xác. Những người có kinh nghiệm cận tử, có cách nhìn đầy ma mị trong thời khắc nguy kịch, những người này hồn lìa khỏi xác trong một khoảnh khắc nào đó và được hồi sinh. Hoặc những người có khả năng thiền định sâu vẫn có thể thấy mình bay lơ lửng, nhưng trường hợp này khá hiếm. Khi ta mất đi, hồn lìa khỏi xác, trong nhà Phật, phần xác thuộc về thân tứ đại. Thân này được vay mượn bởi cha mẹ, bởi đất nước gió lửa, sẽ trở về với cát bụi. Nên phần xác chỉ là phần tạm của một con người. Riêng phần hồn sẽ trở về thế giới bên kia và tái sinh. Xung quanh ta có cõi nào khác hay không? Luôn là một sự tò mò với những người thiên về duy tâm. Có người chỉ là những loài đến sau trên hành tinh này. Dưới biển có cả hàng triệu loài khác nhau mà con người chưa từng biết tới. Tại sao hệ mặt trời cứ xoay theo một thời gian nhất định, hay cứ mỗi 100 năm có những trận đại dịch xảy ra? Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bạn tin có nhiều quốc độ khác cùng với quốc độ chúng ta đang sống. Trường hợp nào sau khi chết đi, linh thể không về với thế giới bên kia? Họ không lên, không xuống mà lơ lửng lại cõi trần này. Có phải do họ còn những điều chưa kịp nói? Thường là do các trường hợp đột ngột, trong lúc ngủ hoặc gặp tai nạn. Những trường hợp này họ không có sự chuẩn bị. Họ bị sốc hoặc thậm chí không biết mình chết đi. Giả dụ khi một người bệnh biết mình sắp chết, tâm thức họ đã có một sự chuẩn bị cho cái chết và ra đi thanh thản. Những trường hợp đặc biệt do bị đột ngột, họ không biết hoặc chưa biết hoặc không thể chấp nhận được việc linh hồn rời khỏi thể xác, nên cứ bất vưởng tại nơi họ mất đi. Những trường hợp bình thường khác, một khi hồn lìa khỏi xác, linh thể thường ở lại cõi trần này trong vài tuần trước khi về thế giới bên kia. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, sau khi tách khỏi cơ thể vật lý, họ thoát ngay về thế giới bên kia, vì với họ, thế giới bên kia chính là nhà, không phải cõi ta bà này. Trong số những cái chết tự vẫn là một cái chết bi ai nhất. Vì muốn giải thoát linh hồn khỏi thể xác, con người chọn cách tự vẫn. Sau khi tự sát, con người không thể giải thoát mà trói buộc mãi mãi. Mỗi kiếp sống là một sự trải nghiệm để học hỏi và tiến hóa. Linh hồn có nhiều trải nghiệm, linh hồn tiến hóa cao hơn, sẽ có trí tuệ cao hơn. Những linh hồn có trí tuệ cao là linh hồn sau khi hoàn thành một kiếp sống trên trái đất, sau khi thoát khỏi cơ thể vật lý, bay ngay về thế giới bên kia như Khải Toàn vừa nêu ở trên. Chọn cách kết thúc ngang kiếp sống của mình là cách không hoàn thành một kiếp sống. Giả thuyết về thế giới linh hồn trong quyển sách của tiến sĩ Newton có đoạn: một người thường xuyên đau một bên đầu bên phải, đã từng đi khám bác sĩ cho rằng bị trầm cảm. Tiến sĩ đã đưa vị thân chủ này về kiếp sống trước qua thuật thôi miên, phát hiện ra rằng linh hồn này đã dùng súng tự vẫn vào bên phải đầu mình để kết thúc kiếp sống trước kia. Mỗi người có thể phát ra những tần số sóng não khác nhau, như trong video tập ngồi thiền Khải Toàn đã đề cập. Nếu bạn thường xuyên tu tập một pháp môn nào đó vào một thời gian cố định, sóng não sẽ bắt nhịp với những người cùng tu tập như bạn, vào được đúng sóng wifi khi gõ đúng mật khẩu.
với những người yếu bóng vía cũng tương tự, sóng não của họ cùng tần số với những linh thể nào đó, và thế là bất đắc dĩ kết nối với nhau qua hai linh hồn trong một thể xác. Người bị chiếm hữu thân xác cảm nhận được nhưng không thể kháng cự vì tâm lực của họ yếu hơn. Trong những trường hợp Khải Toàn đã ghi nhận, họ có một đặc điểm chung với người yếu bóng vía khi thấy hoặc bị nhập là do tinh thần của họ không được vui vẻ. Nếu bạn vẫn cho rằng mắt thấy tai nghe mới đáng tin, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái tự lừa dối mình, vì những thứ tận mắt thấy có thể chỉ là ảo ảnh, có thể chỉ là giả tạm. Nếu bạn là người thường xuyên lướt các trang mạng xã hội, sẽ dễ dàng bắt gặp những video về ảo thuật, đa phần họ khéo léo chỉnh sửa ánh sáng và kết hợp góc nhìn để đánh lừa thị giác của người xem. Thế nên trong cuộc sống này có nhiều việc không thể dùng mắt để cảm nhận, ví dụ tấm lòng của một người nào đó. Chúng ta phải làm gì khi gặp hiện tượng tâm linh? Linh thể thường trú ngụ tại những địa điểm cố định, những nơi u ám, những nơi thiếu ánh sáng hoặc thiếu khí dương. Vì thế đầu tiên hạn chế đến những nơi này. Mỗi tôn giáo có những câu kinh chú khác nhau. Nếu gặp hiện tượng bất thường, gặp hiện tượng bất thường xảy ra với bạn, hãy niệm Phật, hãy khấn trong đầu rằng bạn sợ hãi và không muốn bị quấy nhiễu, mong họ buông bỏ nỗi oán hận tại trần thế này, mong họ sớm siêu thoát. Đó là cách đơn giản nhất. Tâm niệm Phật tức là trong tâm có Phật, trong tâm có Phật sẽ không có ma. Mặt khác, để phần hồn của mỗi con người khỏe mạnh, hay chính là tâm lý, con người cần lạc quan. Khi con người lạc quan thì tâm lực mạnh. Khi con người có tâm lực mạnh, ở nơi đủ ánh sáng và đủ không khí trong lành thì hoàn toàn không có điều gì xảy ra. Để có tâm lực mạnh, con người cần sống lạc quan. Để dễ có sự lạc quan, con người cần có tôn giáo. Vì cơ bản, tôn giáo hướng con người đến sự thiện lành. Sống thiện lành, tâm ý thiện lành, hành động và lời nói sẽ thiện lành. Làm được như thế, chẳng có con ma nào có cơ hội xích gần bạn. Thậm chí bạn có thể diệt được con ma lớn nhất, nguy hiểm nhất, chính là con ma bên trong của mỗi người. Hãy để lại câu chuyện của bạn ở phần bình luận, có thể Khải Toàn giúp ích được phần nào. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.